Lâu lắm rồi Long Hoài cũng không có review về căn nhà vườn của mình gửi đến anh chị cô chú. Thì hôm nay cũng là một ngày gần cuối năm. Hôm nay là ngày 27, 27 âm lịch rồi ha. Thì cũng còn 3 ngày nữa là vào những ngày cuối năm của năm 2022 rồi ha. Thì kênh Bất Động Sản Long Hoài cũng xin mến chúc quý anh chị cô chú khách hàng, quý bạn bè đồng nghiệp, những khán giả, những người yêu mến kênh Long Hoài một năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe tài lộc. Thì hiện tại thì Long Hoài đang ở nhà. Dạo gần đây thì Long Hoài cũng ít ra video để mà chia sẻ về cuộc sống nhà vườn của Long Hoài, cũng như là ít ra video về bất động sản, review giới thiệu đất. Do là nhà Long Hoài thì mới sinh em bé, Hoài thì có thêm một đứa con trai, mình có một đứa con gái rồi. Giờ thì vợ mới vừa sinh đứa con trai nên thời gian cũng rất là bận rộn rất là nhiều ha. Không biết anh chị cô chú mình chuẩn bị Tết tới đâu rồi. Riêng nhà Long Hoài thì năm nay cũng như mọi năm thì căn nhà vườn này Long Hoài xây dựng cũng được 2 năm rồi, và đã năm nay là đón cái Tết thứ hai ha. Năm nay thì Long Hoài cũng không có sắm sửa gì nhiều, có vài cây bông mai mình trồng, rồi những chậu lan, những chậu bông hồng để mà ăn Tết thôi. Còn bánh mứt thì cũng sắm, cũng nói chung năm nay kinh tế nó cũng khó khăn nên là sắm sửa rồi chi tiêu nó cũng gói gọn, chứ nó không có, mà mình thì cũng không có màu mè gì, chỉ gói gọn trong những cái mà có sẵn ở nhà vườn để mà mình ăn Tết thôi ha. Có gà thì nuôi gà ác, nuôi tới 50 con gà ác là anh chị đang nằm qua đây nè. Rồi rau rác, rau trước nhà là rau, vườn rau này của nhà đối diện ha. Video này nó chỉ mang chất giải trí thôi anh chị. Chiều nay Long Hoài rảnh, Long Hoài chạy đi ra quầy quốc lộ 56, quay con đường mai, con đường độc nhất được lên báo, con đường nó toàn là mai không à. Mai trồng ở giữa hai con lươn, trồng ở giữa con lươn ha. Ở nhà vườn Long Hoài thì cũng đầy đủ các loại cây ăn trái, sabuche nè, mít nè, rồi hồi bữa có mấy trái mít nó chín mà lấy đem đi ngâm rượu, mướp đó, có gà nè, rồi mướp, nghĩa là được 2 món rồi. Mướp thì lòng gà xào mướp ha. Trưa nay mới bức canh bồ ngót, ăn canh bồ ngót. Bông hoa thì cũng không sắm nhiều, nói chung nhà vườn mình có sẵn hết rồi nên là cũng không có sắm gì nhiều ha. Lá cách, dừa Long Hoài trồng bữa nay ra rễ mèo rồi nè anh chị. Có mấy cái bầu này nè, bự rồi ha, nhìn mau lớn ha anh chị ha. Tính ra tới thời điểm này mình trồng là khoảng 2 năm, đúng 2 năm. Tại vì 2 năm trước vào ngày 23, ngày đưa ông Táo lên trời là Long Hoài trồng. Bị bữa nay là cao rồi. Nó ra rễ mèo. Hồi bữa trước Long Hoài trồng rất là dày. Những cây ở giữa này là Long Hoài bứng đem đi bán hết rồi. Bán cho những cái nhà vườn có nhu cầu cần á. Thời tiết những ngày cuối năm tại huyện Châu Đức này, ban ngày thì nó hơi nắng, ha, nhưng mà cũng không có gắt lắm. Còn ban đêm thì se lạnh. Vào dịp gần Tết dương lịch mấy bữa vừa rồi thì là mưa. Nuôi mấy con gà, nuôi gần 50 con gà cho nên là Long Hoài mới vừa rào cái lưới lại. Làm cái cổng đơn giản rồi rào lại hết để nuôi gà nó khỏi đi ra ngoài đó nó ăn rau của người ta. Bông lan nhà trồng, nói chung năm nay thì chưa sắm bông, sắm hoa, sắm gì hết, mà điều kiện kinh tế năm nay nó cũng hơi eo hẹp cho nên cũng không có sắm gì nhiều.
mông. Được mấy chồng ai? Mấy chồng ai? Chậu này năm nay nở bồng quá trời. Năm nay 27 nở cũng được rồi anh chị. Bông hồng. Bông lan, bông hồng. Chuồng chim avi, chim cu, cu gáy nha. Một trống một mái. Hồ cá coi. Đây, trồng cái đu đủ ngay chỗ đây cho nó có bóng mát, sẵn có trái ăn luôn. Rồi, video ngày hôm nay thì Long Hoài xin kết thúc tại đây. Thì Long Hoài cũng trong cái video này thì Long Hoài cũng xin chia sẻ sơ sơ về cái nhà vườn ở nông thôn thôi, cũng cập nhật lại cái cảnh quan của nhà Long Hoài sau 2 năm ha, sau 2 năm gầy dựng nó được như thế này. Rồi, mình chúc anh chị cô chú sức khỏe. Anh chị cô chú mình chưa đăng ký kênh, nhớ đăng ký kênh cũng như là bấm like để Long Hoài có động lực chia sẻ nhiều video về đất đai hơn, về lĩnh vực bất động sản hơn. Qua năm thì Long Hoài sẽ review đất đai, review giới thiệu đất đai, review về nhà vườn, về những cái mà mình đã trải nghiệm, những cái kinh nghiệm của mình đã trải nghiệm, kinh nghiệm cũng như là trải nghiệm nhiều hơn trên những video clip về bên kênh YouTube Long Hoài nhiều hơn ha. Mình chúc anh chị cô chú sức khỏe.